mình sử dụng cái lái đi thôi hả anh? Lái tự động à. Mày cái muốn chạy cái này đây phải trái dây thôi à, chứ lái. Cũng không quay rồi gì không hết quay đây. Đây. À, muốn nhấn giờ một phát nhấn đằng xuống là nó quay nhấn ra đây quay cái cái lái này lái bằng điện nó nhỏ xíu này thôi anh em đúng rồi nó vậy chứ mà xin chào anh em nha anh em ơi, bữa nay ghe thu mua của mình vào đảo Phú Quý có ghé lại bơm dầu ở tàu dầu Nghĩa Thanh. Chào anh, thì mình sẽ review lại con tàu dài gần 50 mét cho anh em xem nha anh em. Thì mình đi mua bán ở rất là nhiều nơi và bơm dầu cũng ở rất là nhiều con tàu, nhưng mà có lẽ đây là cái con tàu dầu mà phục vụ cho dân dụng, phục vụ cho ghe lưới rút và ghe thu mua, thì đây là con tàu mà lớn nhất mà mình từng lên bơm dầu. Ở đây có sử dụng cái máy 10 để phát điện bơm dầu nè anh em. Đó, máy 10 sử dụng bằng đồng hồ cơ nha anh em, không phải bằng cái đồng hồ điện tử giống như ở trên các cái cây xăng cây dầu mình hay bơm. Đó, đồng hồ cơ nó chạy số. Đấy, ghe thu mua của mình đang bơm dầu anh em. Mấy anh em làm việc ở trên tàu dầu cũng là mấy cái chú lớn tuổi không à. Đó, ở trên bon tàu nè. Quá nhiều van, quá nhiều ống luôn anh em ơi. Hai tàu dầu màu xanh rất là dài. Dài tầm 50 mét đó anh em. Này bây giờ mình quay quanh cảnh đảo Phú Quý cho anh em xem nha anh em ơi. Đây là bên phía mặt bắc nha anh em. Mùa này thì tầm tháng 7, tháng 8 rồi, cho nên là tất cả các cái ghe tàu, ghe đánh bắt, ghe thu mua và ghe đò của địa phương là đều tập trung ở phía bên mặt bắc hết. Bởi vì mặt nờm nó lên rất là săn anh em. Đây mình quay quanh mấy cái buồng ngủ của mấy anh em làm việc trên tàu. Đây quay trở lại mình coi số dầu, theo dõi số dầu của ghe mình đang bơm 400 mấy lít rồi anh em. Đây quay chi tiết cho anh em thấy, có mấy can đựng dầu thừa nè, rồi có cái bình chữa cháy nè, có sự cố gì là chụp bình xịt liền. Đây dầu bơm xong rồi anh em ơi. Đây đỡ kéo anh em trên tàu kéo ống lại bài bản, mình sẽ đi vào trong bon tàu mình tính tiền rồi mình review lại cái bồn lái và ở trên bon tàu kỹ thêm một xíu nữa cho anh em xem. Đây giờ mình đi theo cái hướng này qua phía bên kia có mấy anh em đưa phiếu gửi tiền. Đây thêm một buồng ngủ của mấy anh em làm việc ở trên tàu nữa, rất là đơn giản ha. Dạ. Chào anh. Em lên đi tham quan chút rồi. Dạ. Trên này đẹp quá. Đó, quay em lên em về ơi. Em về ở Phú Yên. Dạ, anh em ở Phú Yên.
Đây mình lên buồng lái của mấy anh em tàu dầu. Sếp rồi ha, sếp rồi. Sếp à. Sếp ngầu quá ngầu. Ở đây cái tay lái mình sử dụng cái lái đây thôi hả anh? Lái tự động. À. Cái muốn chạy cái này. Đây phải trái dây thâu. À, chứ đây. Cũng không quay rồi gì không hết. Không quay cái vai này. Muốn nhấn giờ một phát. Nhấn đằng xuống là nó quay. Nhấn qua đây quay. Cái này quay vai, quay vai đó. Cái lái này lái bằng điện nó nhỏ xíu này thôi anh em. Đúng rồi, nó vậy chứ. Dạ. Nên nó không giống như là lái quay cơ thì quá nặng rồi không nói, còn lái trợ lực của mấy anh em mình thì cũng còn cái vô lăng. Ở đây là sử dụng hệ thống lái điện. Hệ thống lái điện quá hiện đại. Em chưa lên tàu lần nào và cũng chưa có biết là mỗi cái kiểu lái của những con tàu lớn thì nó sẽ khác. Em lên những con tàu gọi là tàu dự án của lưới rút rồi vậy thôi, chứ còn chưa lên những con tàu gọi là tàu hàng, nhưng còn tàu to như anh này em chưa lên. Đâm dầu nhiều nhưng mà mấy cái tàu dầu kia nó cũng sử dụng lái thông thường. Dạ. Thậm chí có những tàu sử dụng lái cơ dây nữa kìa. Dạ. Tàu này lớn, tàu này dài bao nhiêu mét ạ? Dài bao nhiêu mét ạ? 42 mét. 42 mét, rộng chắc phải 10 mét ha. Dọng bên làm gì 10 mét. Dọng à. Gió 5 chiều cả 4 mét. À, rộng đây phải 8 mét chứ. 8 mét ạ. 8 mét. Rộng 8 mét cơ. Vâng, ghe lưới rút nhà em thì đã rộng 7 mét rồi mà. Đây. Cái này là cái cần số anh. Lấy cần số của nó này. Này là lái rơi lưới của nó đây. Này vai, vai phải vai. Này cũng là một cái lái luôn hả? Số này. À, này cũng là một cái kiểu tay lái luôn anh em. Nếu như mình không bấm ở đây là mình đưa qua đưa lại dây và tới lui dây luôn. À, bữa nay mình mới biết. Còn cái cần số thì giống như cần số dạ. Số giống như cần số dầu của anh em mình thông thường. À. Để anh xem thử trên tàu có mấy gì không, mình tham khảo mấy anh trên tàu, xin phép mấy anh quay cho anh em trên kênh của mình tham khảo nha. Đây có lua thùng hát nhạc đồ rất là bài bản. Hình như mấy bộ đàm này là mấy tổ thôi, mấy trong tổ nội bộ. Đây là bàn. Có mấy đẹp dài nữa nè. Dạ, cảm ơn anh. Đây, anh mời mình một miếng hồng.